Xin chào anh em, video tặng quà thẻ nạp từ video trước đã được rất nhiều anh em ủng hộ và cũng chúc mừng là một số anh em đã may mắn là được có cái thẻ và nhắn tin trên kênh. Tôi đã nói rồi là cái bộ này ấy, qua một ngày video tôi đã hết hàng rồi. Và thôi quý vị mua cái này thì cũng ít ít thôi chứ mua nhiều quá vì cái này nó đang chơi chương trình triển khai của hãng mà chúng tôi đã nhập về cái giá nhập chúng tôi có lợi nhuận mà lợi nhuận gần như là có đâu đặt nhiều thế. Tuy nhiên rằng ấy là chúng tôi sẽ đặt về khoảng 60 bộ nữa trong hàng tới, trong video tới. Còn nếu mà hôm nay nó trong một ngày hiện tại chúng tôi chỉ còn hai ba bộ nữa thôi. Hết thì quý vị lại thông cảm vậy. Tôi không nghĩ là anh em đặt nhiều như vậy à. Tới chắc chắn là có khoảng 60 70 bộ nữa. Nguyên cái này đã khoảng 70 triệu tiền hàng rồi. Tới tôi sẽ nhập 70 bộ về cho quý vị coi. Rất là được quý vị ủng hộ. Có lẽ rằng là cũng là vì thẻ cào ấy đúng không? Ở video này tôi cũng lại cào thẻ cho quý vị nhưng mà đợi một chút tôi có một cái điều đặc biệt hơn nữa là cào thẻ vì cào thẻ quý vị có thể là dùng nó hết. Tuy nhiên rằng quý vị có một cái món đồ ngon đó mới là cái chất lượng. Lần đầu tiên về cái thước này đây là vật liệu composite nhựa và đây là một cái thước gấp 2 mét của Neo và xuất xứ Spain. Tôi cảm thấy rằng là khá ưng về cái thước này dùng trong gia đình cũng là ok rồi và rất là bền. Tôi nhìn này là vật liệu này là rất là khó gãy đấy và đầu nó được kẹp bằng thanh thép như này rất là bền. Và điều đặc biệt rằng ấy là nếu anh em nào làm thợ hoặc là làm xây dựng có một cái này thì tôi nghĩ rằng là cũng khá là ok. Hoặc đưa ra thẳng như này là đo là cũng là tuyệt vời rồi và rất là gọn nhẹ khi cho vào cái hộp đồ. Chính tôi làm cái cơ khí tôi chưa dùng cái này và tôi chắc chắn rằng là tới đây khi về này rồi tôi sẽ dùng cái này. Và tôi nghĩ rằng anh em sẽ ủng hộ cái này nhiều hơn. Quý vị biết bao nhiêu tiền không ạ? Spain mà 168 ngàn đồng một cái này. Tôi đã đặt về hai màu ở video trước tôi có nói là màu vàng đấy, nó có màu vàng và màu trắng. Đây là do anh em phong thủy lựa chọn nơi thích màu nào ra nhưng mà đều giá giống nhau là 168 ngàn. Rất là rẻ luôn, rất rẻ. Nói chung là rẻ giật mình, đúng là cái hàng này là cái hàng chú trọng của hãng thì phải vì nó mới ra. Có thể là nó mới ra do vậy là hãng đang để một cái giá rất tốt mà chúng tôi cũng phải giật mình luôn đấy. Nếu mà quý vị ngay quý vị nếu mà mua ví dụ cái hàng Trung Quốc vớ vẩn còn đắt hơn đi. Thật ra mà quý vị có thể lên mạng còn đây 168 nghìn nếu anh em làm cơ khí mà không chọn cái này tới thì chắc chắn tôi sẽ cho về vài chục bộ này. 168 ngàn tất nhiên là chưa bao gồm phí ship quý vị ạ. Quý vị đặt thanh toán giúp tôi phí ship nếu mua cùng cái khác. Đó mới là cái cốt lõi mà tôi muốn nói với quý vị đây này cái sản phẩm này này. Đúng là quý vị làm cơ khí mà không có cái này thì hơi là thiếu thốn, nhất là làm xây dựng. Một sản phẩm nữa rồi tôi sẽ cào với quý vị đây là cái ý tưởng mà trong chính tôi đã bị vướng phải đó chính là quý vị muốn là treo một cái gì ví dụ một cái bức tranh ở trên nhà chẳng hạn á hoặc là một cái đo một cái không gian đặc biệt là treo những cái thứ đồ trên nhà mà nó không cân rất là chuối thực tế mà nói là rất là chuối. Tuy nhiên rằng là có một cái niveau nhỏ nhỏ trong gia đình đấy là điều rất là hay kể cả đặt từ những cái giá để giao hoặc là cái giá để đổ ấy cũng cần phải có một cái cân bằng mà lúc đó tôi đang nghĩ rằng một cái livô nó rất là to nó sẽ vướng ở trong cái thùng đồ tất nhiên rằng là đi làm việc mà lưu động chẳng hạn đi sửa chữa thì hãy cần một cái con này và chính vì cái nhu cầu của tôi do vậy tôi đã nhập về cho anh thử nghiệm cho quý vị cho anh em này đây là cái phiên bản mà thực ra là nó để lắp vào các cái thiết bị máy luôn để dành cho lắp vào thiết bị máy hoặc là một cái gì đó mà hay cần cân chỉnh thường xuyên nhưng mà cái loại này quý vị có thể là đưa về nhà cũng được đây hoặc đặt như thế này là có thể so được là cân bằng bao nhiêu luôn nó rất là gọn nhẹ và đúc trong túi trong lòng bàn tay luôn và lại còn đến có hai bọt thủy luôn đấy quý vị hình tam giác của Nerox và với cái mẫu này 160 ngàn đồng rất rẻ quý vị đúc trong túi cũng được lắp hoặc là gia đình quý vị là nên mua một cái được chả có đáng gì tiền cả. 160 ngàn đồng quá ngon lắp cái gì cũng được và lắp cái gì nó cũng cân nó không bị lệch bức tranh cái thứ là không bị lệch và chúng tôi cũng đang cần cái này để tôi về dùng mà tôi đã nhập về để giới thiệu cho quý vị 160 ngàn đồng còn cái này 168 ngàn phát lộc rất đẹp số rất đẹp để chiều lòng quý vị đây hôm trước cũng hết là quý vị không đặt mà cái đột tâm thường vì quý vị thích cái đột các bài thực tế mà nói thì cột các bài là chuẩn rồi đấy quý vị ạ đây cái đầu này bằng vật liệu các bài quý vị có thể lên PB Sweet Tune đấy quý vị xem là cái đầu này xem đây nó bắt từ đây lên đó
Gọi cái đầu này là đầu dành cho những vật liệu siêu cứng. Nếu quý vị đã dùng rồi, trước đó vừa rồi đã hết hàng thì tôi đã về rất nhiều, thì quý vị đây, lần này nó về rất nhiều để cho quý vị xem. Siêu cứng luôn đi quý vị. Và quý vị làm ở những cái thép thường ấy, thì tôi nghĩ rằng ấy, nó rất là bền, đột nó rất là chuẩn, chứ không phải mua cái vài chục ngàn về đột vài hôm tù hết đầu. Và cái này ấy, tất nhiên rằng dùng mãi nó phải vẫn tù, tuy nhiên rằng là quý vị mài nó lại sắc và nó rất cứng, nó không bị biến dạng về vật chất ở cái đầu này, gọi là bền là như vậy. Đây về đầy này. 380 ngàn đồng cái mã này là cái mã PB712 ấy, trừ 1. Phiên bản này là quý vị đã đột tâm được, ở đây đột dấu là rất ngon rồi, anh em làm cơ khí nên sắm cho mình một cái 380 ngàn. Tôi sẽ cào tiếp một cái thẻ nữa để cho quý vị, đây là thẻ Mobifone. Quý vị lưu ý rằng là đừng có nhầm thẻ, không phải nói tôi là nhầm thẻ, có quý vị không nói thẻ, thì cái này là Mobifone. Tôi đã bảo sale nhập là Mobifone này, Vinaphone và Viettel, đấy nó chỉ có ba cái mẫu này thôi. Đây tôi sẽ là cái Mobifone nhá. Tôi đang dùng Mobifone này. Nhưng mà tôi không cần nạp vì là dùng thẻ trả sau. 7 8756, đây quý vị có thể nhìn thấy là 875691. Đấy, 2 8756926. Tiếp. 36. Tôi đọc lại này. 875691236 và hai số cuối cùng đó chính là số rất đẹp. 9 và 5. Đấy. Quý vị nào trúng thì hãy nhắn tin trên kênh, chụp lại nhắn tin trên kênh nhá. Không là đấy, tôi vẫn phải giữ ở đây, tôi đã giữ lại, và cái nào mà qua đi rồi, video nào là tôi qua đi rồi là thế rồi. Còn bộ này không, nó quý vị cứ xem rồi, 1.250.000 là VIP rồi, nhất rồi. Và tất nhiên là lô tới khả năng về, nếu quý vị xem video này khả năng cũng hết rồi thì hãy liên hệ với sale nếu mà hết rồi quý vị nhé. Tô vít này tôi sẽ nói sau, vì bản thân là tôi đã nhập về để chiều lòng cho quý vị là đủ nhất. Phiên bản này là phiên bản mà tới đây we have về còn chiều dài hơn. Ở bản thân là lấy cái thằng suýt tu này ấy, nó ở cái mẫu này mà tôi đã dùng ấy, là những anh khách hàng khó tính nhất, là những quý vị mà đang ví dụ như là anh Vân ở Gia Lâm là chưa bao giờ ưng một chiếc tu vít nào, mà hiện tại là khi dùng cùng cầm cái này là thán phục luôn và không còn cái gì chê nữa cả. Tuy nhiên là trước khi nói đến tu vít này, tôi sẽ có một cái mẫu VH là cái lô vừa rồi về ấy, nó đang bị kém cái chất lượng một chút, là do là cái vít này nó hơi có vít nhỏ nhỏ như này, nó bị mất khoảng 20 cái đến 10 cái, còn đâu chất lượng ở đây thì vẫn là như nhau quý vị ạ, vẫn là như nhau, vẫn bảo hành 30 ngàn lần cắt. Nó chỉ do cái đây, đây là bên bộ phận kho có lấy ra một số là nó bị mờ một cái chữ một chút đây. Tuy nhiên là quý vị về quý vị vẫn dùng tay nắm như này, quý vị dùng nhiều thì nó vẫn mòn đi thôi, nhưng mà trong quá trình là cái phôi họ họ cũng đã thông báo chúng tôi về chúng tôi lọc ra nó có khoảng 20 cái đó, là cái chữ nó mờ một chút, là trong cái quá trình là dập tem nó nhầm cái vào cái chữ, đúng là cái chữ này luôn, là professional legit này. Và do là cái phiên bản như thế này, do vậy nó bị mờ một chút như này, do vậy là chúng tôi đã giảm giá cái sản phẩm này còn 650 ngàn đồng, chỉ có một số sản phẩm thôi quý vị nhé. Đấy, đây là một chiếc kìm bi cắt và tất nhiên rằng là được bảo hành 30 ngàn lần cắt rồi, vẫn cắt dây piano đến 3.0 là mắc. Còn nếu cắt bình thường thì quý vị cắt đến khoảng 5 năm sau gặp lại. Và bị lỗi do vậy chúng tôi mất cả 100.000 đồng. Hãng cũng sẽ hỗ trợ ngược lại chúng tôi mất cả 100.000 đồng. Và cái này là còn 650 ngàn đồng chỉ do một vết lỗi như này. Còn đâu tất cả những cái khác rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì đây là họ, cái mực của họ có thể là do một cái quá trình lúc cuối cùng khi dập lên thì nó bị lỗi một chút. Đây, có thể là có cái nó rất là nhỏ đây, cái này chẳng hạn nó có cái vết rất là nhỏ, kiểu như chúng ta in cái trên máy in của quý vị ấy, do vậy là nó bị cái con lăn của nó có thể là bị vấp một chút thôi. 650 ngàn đồng một cái cán cách điện 1.000V này, 100 ngàn. Đây, tôi lại cào thêm thẻ cho quý vị là một cái thẻ Viettel. Tất cả video sắp tới này tôi sẽ video nào tôi sẽ cào thẻ để cho anh em tương tác, và nhớ đăng ký kênh. Ông nào
Ông nào mà chúng may mắn mà nạp được thẻ này mà không đăng ký kênh là hơi buồn đấy nhá. Đây. Viettel số dài thế. 61183. 61183 này, 02445. 61183 02445 39861. Đây. 611 83 02445 39861. Ông nào dùng Viettel thì chúng cho anh em nào nhắn tin trên kênh hai cái. Nhắn tin trên kênh để được hỗ trợ. Ngoài ra ở video này tôi đã về đủ tất cả các size rồi, có thể là quý vị sẽ xem lại ở video trước. Tuy nhiên rằng nếu quý vị đang chưa xem video này thì nếu mà có thể quay lại video khuyến mại Parachute thì rất là rẻ luôn phiên bản này. Và tất nhiên rằng nếu cái sản phẩm này tua vít mà bảo dùng cả đời thì hơi vô duyên. Nhưng nếu mà những cái tua vít PV Suite này là dạng 4 cạnh như này, quý vị dùng siêu bền vài năm không vấn đề gì. Và đây là cái mẫu mà đang là cao cấp nhất và bền nhất, lau sạch nhất này, đập không vỡ này. Và đặc biệt nó cũng không bẩn nữa và cũng không trơn trượt để tạo độ nhám. Mẫu 4 cạnh là PV6190. Phiên bản này tôi đã nhập về đủ 4 size là PH0 là 160 ngàn, PH1 là 190 ngàn, PH2 là 245 ngàn và PH3 là 360 ngàn. Anh em nào đang làm điện hoặc những cái con vít ở trong cái cầu dao nó to ấy mà mua cái ở ngoài chợ có 15 20 ngàn về dùng được vài hôm rồi vứt cái này đầu này ngay. Tuy nhiên là với PV Suite này quý vị sẽ đầu tư một cái này, tôi nghĩ đang khẳng định rằng nó sẽ rất là bền. Nếu có trượt ấy, thì con ốc thì nó nát, thì con đầu này nó không nát đâu, khẳng định với quý vị luôn. Nếu quý vị nào đang hôm trước đã bị cháy hàng rồi, đang dùng cái con này rồi, nhắn tin cho tôi một cái bình luận nho nhỏ về cảm nhận khi mà sử dụng cái mẫu mới mà tôi muốn giới thiệu với quý vị. Và để chiều lòng thì cái này cũng đã về 4 mẫu luôn, là một size là 2.5. 2.5 có nghĩa là cái chiều rộng này nó là 2.5 mm này, là 120.000 đồng. Cái này thì nó dài là 80 phần này và cả cán là hơn 100. Cái loại chuyên chip là 3.5 là 142 ngàn. Ây, ông nào làm điện dùng cái này ngon. Cái loại thường dùng nhất mà đây hết hàng này quý vị về nhưng mà nó chỉ còn mỗi ba cái này. Tôi đã đặt mấy chục cái nhưng mà về lô sau vì hãng cũng hết hàng luôn. 240 ngàn đồng, cái này nó bằng PH2. Cái này bằng PH0. Cái 3.5 thì bằng PH1. Và cái cuối cùng là cái cỡ 8 nó bằng là PH này này đây. Là hai cái nó bằng nhau. Nó chuyên ông dùng cái vít to. Cái này là 285 ngàn, hai cạnh, dùng siêu bền. Tuy nhiên rằng với PV Suite này, tất cả một cái dòng ấy là cái đầu vít này này, nếu mà hai cạnh như thì quý vị dùng nên nghe tay, không được dùng quá lực hoặc là đóng búa vào đây để vừa bóng vừa vặn. Nó sẽ bảo vệ con bu lông rồi sẽ tự phá hủy nếu mà lực quá lớn. Thì anh em là làm bốn cạnh, hai cạnh thì lưu ý, còn bốn cạnh vô tư. Cái này còn đóng được chứ chưa phải nói là đóng ở đây này để cho nó làm ốc còn được chứ chưa phải nói rằng là như cái tô vít đóng kia quý vị nhá. Đây là toàn bộ video mà ngày hôm nay tôi muốn gửi tới quý vị. Cái này thì quý vị lưu ý rằng là nó chỉ xước nhẹ là tất cả không vấn đề gì. Còn 650 ngàn đồng là bị lỗi một chút thôi. Đó, còn những cái này quý vị không dùng thì đúng là một cái thiệt thòi lớn và tất nhiên là tôi cũng sẽ dùng. Thiếu thì video tới cứ đặt hàng 168 ngàn quá rẻ. Và ở cuối video tôi sẽ nạp thêm một cái thẻ nữa cho quý vị. Đây là đang là cái gì đây rồi? Mobifone, Vinaphone. Đấy, đội market đưa cho nhiều thẻ quá, nạp thoải mái không hết. Tôi lại đọc thêm một cái nữa. Và tất nhiên là trước khi đọc thì anh em nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký cho tôi xin một nút like và đăng ký kênh, subscribe kênh. Nhận được những video mới từ ngày mai còn vẫn còn nhiều thẻ lắm. Số là 1394 74. Nhớ nha anh em, đọc nhanh nha. 1394 74 86 74. Và bốn số cuối cùng là 7054. Chúc anh em nào được thẻ và nhớ nhắn tin bình luận trên kênh những cái chất lượng của sản phẩm này, cộng cộng thêm là đã may mắn được 50.000 đồng thẻ cào nhá, không lại không nói gì cả. Cảm ơn quý anh em và hẹn anh em vào video sau.